Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 120 cái token SFSP. Thì dự án này nó sẽ kết thúc vào ngày mùng 4 tháng 4 và dành cho 2.000 người may mắn giành chiến thắng. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, sau đó mọi người join vào Telegram. Quay trở lại. Tiếp tục join vào group Telegram này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ phải hoàn thành xác minh captcha nhé. Mọi người sẽ lần lượt bấm vào những hình ảnh bên dưới này. Rồi, hình ảnh thứ hai này. Và hình ảnh thứ ba này. Và chọn OK. Và như vậy là mọi người sẽ quay trở về bot cho mình. Bấm chọn check. Rồi, sau đó mọi người sẽ nhập mã captcha. Rồi, tiếp tục mọi người chọn Join Airdrop. Sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter nhé. Bởi vì hai nhóm này là mọi người đã join rồi. Mọi người follow Twitter này và test thẻ ba người bạn cho mình. Rồi, chọn theo dõi này. Sau đó cái bài đăng của nó, mọi người bấm chọn like. Và ở đây thì mọi người sẽ chọn trích dẫn này và test ba người bạn vào. Chọn tweet lại này. Rồi, quay trở về bot cho mình. Mọi người sẽ join vào Discord. Rồi, OK. Kéo sang xem phải xác minh gì không. Mọi người sẽ bấm vào Verify này cho mình. Rồi, ở đây thì mọi người đánh vào dấu tích này. OK, và quay trở về bot. Bấm chọn Submit. Tiếp theo chọn Done. Và nhập profiling của Twitter này, copy này. Rồi, sau đó nhập username của mọi người vào. Rồi, sau đó mọi người sẽ nhập username của Discord. Rồi, tiếp tục mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mạng PEP20 nhé. OK mọi người, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.